Xin chào các bạn nha, lại là mình. Hôm nay mình có một clip review về một cái món đồ cực kỳ chất lượng. Trên tay mình ha, là chắc các bạn đoán ngay được đây là cái gì. Thì mình vào thẳng vấn đề luôn. Đây là một cái xẻng chuyên về outdoor, xuất xứ đến từ Trung Quốc. Và chính xác hơn thì đây chính là hàng nội địa của Trung Quốc ha. Thì đó giờ mình ít khi mình quan tâm tới những cái xẻng kiểu dáng như thế này lắm. Nhưng mà tại sao mình phải lên một cái clip như thế này là bởi vì mình thấy cái sản phẩm này nó quá là chất lượng so với những gì nó mang lại. Thì nãy giờ mình cũng test tương đối với cái này thôi, thì thấy cái form thiết kế của nó rất là hay ha. Thì thực sự với những bạn mà camping bằng xe máy hoặc là những bạn mà chơi camping trekking theo dạng hạng nặng đó, thì mình tin chắc là những cái dạng xẻng như thế này các bạn đã biết liền. Và hầu như là đây là một món không thể thiếu cho các bạn nếu như mà các bạn chơi theo dạng camping cổ điển hoặc là camping theo dạng hạng nặng ha, sử dụng những cái skill tầm cao. Và cái xẻng này ứng dụng của nó thì rất là nhiều luôn. Nó khác với một cái xẻng thông thường là các bạn chỉ có thể dùng để đào đất hoặc là xúc một cái gì đó thôi. Thì cái xẻng này ngoài những cái công năng cơ bản đó, nó có thêm được những cái khả năng như là khả năng chặt và sắn. Cái hay nhất của cái xẻng này là các bạn có thể dọn được cái bãi cắm trại của các bạn để mình hạ trại lấy một mặt phẳng lớn hơn. Như các bạn thấy thì nó được mài vác ở ba cạnh, bốn cạnh, nhưng mà nó chỉ hơi sắc thôi ở một cái cạnh bên này, còn ba cạnh này rất là tù ha. Thì mục đích của nó là để việc các bạn khi mà sắn xuống đất á, nó sẽ không bị hư hại nhiều khi mà xẻng của các bạn mà tiếp xúc với đất đá. Còn cái mặt bên này á, là công năng của nó rất là hay nè. Nhờ cái mặt bên này các bạn có thể phát được những cái cây tầm sấp và có thể sử dụng nó để chặt một số các loại cây tầm trung luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử sơ luôn ha. Còn một điểm lưu ý nữa là cái xẻng này á, thì mình thấy khi mình chặt thử mình thấy cái mặt bên này á, nó phù hợp cho người thuận tay trái chặt hơn. Còn mặt bên này nó phù hợp với người thuận tay phải. Cho nên nếu như mà các bạn sử dụng cái xẻng này, mình nghĩ là mình nên mài bén lại cái mặt bên này, tăng cái độ bén cao hơn thì chặt nó sẽ dễ hơn. Vì cái mặt bên này á, mình chặt nó nghịch tay cho nên là mình sẽ thử chặt theo cái hướng nghịch tay của mình ha. Nãy giờ những cái vết ở đây nó cũng khá nhiều luôn. Và tụi mình thử từ trước á, ngứa tay quá thử trước. Rồi bây giờ là sẽ test trên clip ha. Vô cấp chết rồi. Thì như bạn thấy thì đường cắt tất nhiên là nó sẽ không thể nào mịn được như là dao hay là rựa hay là rìu đâu ha. Nhưng mà với một cái xẻng mà nó chặt được cỡ này thì mình nghĩ là cũng không hề đơn giản một xíu nào. Thì như nãy các bạn thấy thì mình chặt cũng hơi bị bạc, tại vì cái trọng tâm của nó khi chặt á, nó đổ dồn về cái phía lõm của cái xẻng ha. Mình chưa có quen cho nên là thành ra mình chặt còn hơi lúng túng. Thì như mình nói hồi nãy thì cái cạnh bén của nó phù hợp với cái người thuận tay trái hơn, thì mình để cho em mình là thọ nó chặt thử ha, tại vì nó thuận tay trái á. Rồi thử đi em. Thử này à, cái này đúng gấp, cầm chắc nha. Ôi. Cái tiếng mà beng beng các bạn thấy là nó đến từ cái độ mỏng của cái xẻng á. Cái xẻng này theo thông số của nhà sản xuất thì nó dày khoảng 1,8 ly. Đối với một cái xẻng outdoor thì cái độ dày đó nó tương đối mỏng đó, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì thấy là đủ dùng.
mình cảm thấy là không có cần thiết phải sử dụng một cái xẻng nó có độ dày cao hơn. Cái cạnh nếu như mà các bạn mài nó bén sâu hơn, mình nghĩ nó có thể thay một con dao phát hoang được. Hơi rung rinh nè ha. Tập phiều quá. Quay cho anh coi cái đằng sau cái xẻng á. Thì hồi đầu á, cái xẻng này mình nghĩ là cái phần này nè, nó không có hàn á, thì mình nghĩ là nó sẽ khá là yếu, nó sẽ dễ lỏng, nhưng mà thực sự thì cũng không hề dễ lỏng một xíu nào hết á. Thì nãy mới bị một sóng nước khá lớn nên mình với thọ bỏ chạy nên là không có kịp quay sâu thêm ha. Thì sơ sơ như vậy mình thấy cái clip test của mình cũng tương đối đầy đủ về cái công năng chặt của nó ha. Thì khi nào trong một cái dịp mà nó thuận tiện hơn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rất nhiều thứ với cái xẻng này ha. Trong đó có một trong công tác của nó rất là hay là các bạn tạo một cái bếp ở dưới đất ha. Bếp giống như là bên bộ đội mình á, người ta vẫn hay làm á, bếp giả chiến. Thì nhìn chung trong dịp đó mình đi lấy một chút gỗ về để mình làm một số đồ thủ công về gỗ. Thì mình đem theo cái thẻ xẻng này để test, cho nên là các bạn đã nhìn thấy cái clip như vừa rồi ha. Thì mình cũng test sơ bộ vậy thôi về những cái công năng cơ bản về cái tác vụ chặt của nó. Còn cái chuyện đào thì mình nghĩ là cái xẻng nó không gặp vấn đề gì đâu. Thì cái tác vụ đó nó quá đơn thuần đối với cái xẻng đi, thì hầu hết cái xẻng nào nó cũng có thể làm được rồi, cho nên mình sẽ không đào sâu về cái đó, nó phí thời gian ha. Thì thay vì đó thì có thể là phần 2 mình sẽ làm cái xẻng này về cái một số cái tùy biến của nó, chỉnh trên cái lưỡi xẻng, hoặc là tùy biến để hướng dẫn các bạn sử dụng cái xẻng này sao cho hiệu quả ở trong môi trường outdoor ha. Thì trước mắt á, như mình đã nói thì cái xẻng này nó rất lợi hại trong cái việc mà các bạn chặt cái cây, các bạn sắn cả cái rễ nó luôn và sắn luôn cả cái phần thân cây luôn, nó rất là hay. Tại vì cái bản của nó ở những cái mép bên này nè, như mình nói cái mép dày nè, các bạn tán nó xuống đất thì nó cũng không bị hư hại nhiều đâu. Hư hại của nó rất là nhỏ, nhưng bù lại các bạn sẽ có một cái lực tương đối để các bạn dọn những cái rễ cây khó và dao không làm được, tại vì dao chặt xuống đó là các bạn sẽ bị hư dao ngay lập tức. Thì nếu như các bạn nào muốn mua cái này thì có thể lên trang Facebook cá nhân của mình đó và inbox, hoặc là inbox và mình sẽ đặt giùm cho ha. Thì nó cũng rất là rẻ thôi, nó không có gì mắc cả. Cái xẻng này nó chỉ có 250.000 thôi. Rồi, clip test nhanh của mình với cái xẻng Trung Quốc nội địa này đến đây là kết thúc. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip hướng dẫn lần sau ha. Tạm biệt các bạn.